kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời sự trưa ngày 5 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, hiện nay nước ta ghi nhận một số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại một số tỉnh, thành phố trong nước. Nguy cơ lây lan ra các địa phương khác là rất cao. Một số nơi đã có tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thực hiện chưa nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, đặc biệt là giám sát thực hiện quy định 5K, nhất là việc đeo khẩu trang nơi công cộng và tập trung đông người. Để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: 1. Tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt hơn các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng chống dịch phải xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. 2. Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết như các lễ hội, khu phố đi bộ hay chợ đêm. Trường hợp tổ chức phải đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch và phải có sự theo dõi, quản lý, giám sát của các cơ quan y tế và cơ quan chức năng. Dừng một số dịch vụ không cần thiết như là quán bar, karaoke, vũ trường, game có nguy cơ cao lây lan dịch COVID-19 kể từ 23 giờ ngày 4 tháng 5 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới của Ủy ban Nhân dân tỉnh. 3. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và tại nơi công cộng. Đối với người trở về từ tỉnh ngoài, đặc biệt là người dân khi quay trở lại tỉnh sau kỳ nghỉ lễ, cần nghiêm túc khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Những người trở về từ vùng dịch phải khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện cách ly theo đúng quy định. 4. Các cấp các ngành thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Đồng thời, chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng chống dịch và thực hiện phát triển kinh tế xã hội thuộc lĩnh vực phạm vi quản lý. 5. Các sở ban ngành địa phương siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nhất là trong công tác quản lý nhập cảnh, kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh của các chuyên gia, công nhân kỹ thuật cao, người nước ngoài và làm việc trên địa bàn tỉnh. 6. Các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhưng cũng không gây tâm lý hoang mang, lo lắng, mất bình tĩnh, nhất là gây mất ổn định và hoảng loạn trong xã hội. 7. Tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan trong công tác phòng chống dịch, nhất là đối với những việc liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, luôn tỉnh táo, sáng suốt, bám sát thực tế, tích cực, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả trong việc xử lý tình huống. 8. Các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch như y tế, biên phòng, công an, quân đội nêu cao tinh thần trách nhiệm, xả thân, cống hiến vì danh dự, vì nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, sức khỏe cộng đồng, vì hạnh phúc của nhân dân. 9. Sở Y tế quản lý và sử dụng có hiệu quả, kịp thời nguồn kinh phí phòng chống dịch đã được bố trí, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực lãng phí trong việc mua sắm, sử dụng các trang thiết bị, vật tư, hóa chất và vaccine phòng dịch, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, hóa chất trong phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, chủ động tham mưu, đề xuất các phương án mua sắm bổ sung để ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 kéo dài 4 ngày, có rất đông cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh trở lại làm việc, người lao động, học tập, nên nguy cơ dịch bệnh COVID-19 xâm nhập là rất cao. Hơn nữa, Lai Châu có đường biên giới dài với Trung Quốc, vẫn xảy ra tình trạng người dân nhập cảnh trái phép và có xu hướng gia tăng. Để nắm rõ những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã có cuộc phỏng vấn nhanh thầy thuốc nhân dân, bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Tiến Thanh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin ông phân tích những nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 vào địa bàn tỉnh sau dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, cũng như là cái kết quả điều tra giám sát dịch bệnh đến thời điểm này. Sau 30 tháng 4 và 1 tháng 5 thì các bà con đi du lịch hoặc đi thăm thân ở các tỉnh về rất là nhiều. Thế cái việc mà các cái ca bệnh trong nước hiện nay, một số tỉnh hiện nay đã dương tính và lây nhiễm trong cộng đồng. Và nếu có trở về và chúng ta thực hiện kiểm soát không tốt là cái nguy cơ lây nhiễm rất là cao. Rồi là những người đi du lịch về hoặc nghỉ 30 tháng 4 một năm quay về trở về Lai Châu thì phải kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt là khai báo y tế, cách ly đối với những trường hợp mà nghi ngờ, rồi là tổ chức xét nghiệm sàng lọc cho tất cả. Vậy thì những cái biện pháp đó làm này, tuy nhiên thì cái quan trọng nhất là sự tự giác,
khai báo của người dân thì rất là quan trọng trong vấn đề lây nhiễm trong cộng đồng. Đặc biệt là sau khi có 2 ca F1 của chuyến chuyến bay của Nhật Bản. Đấy, thì đối với chỗ 2 ca tiếp xúc với F0 là ở chỗ công ty Panasonic Đông Anh Hà Nội thì tại Lai Châu, và cộng với lại chuyên gia người Trung Quốc xác định di chuyển từ Yên Bái rồi là qua Lai Châu rồi quay về nước thì xác định là dương tính. Thì đến nay là Lai Châu đã tổ chức truy vết thần tốc và xác định là toàn tỉnh chúng ta có 21 F1 và trên 1.800 F2 và rất nhiều F3, trên gần 6.000 F3. Ban chỉ đạo của tỉnh đã kích hoạt các hệ thống phòng chống dịch cũng như là tổ chức cách ly tập trung, cách ly y tế và cách ly tại nhà một cách nghiêm, kiểm soát chặt chẽ và tổ chức xét nghiệm sàng lọc sớm. Và qua các xét nghiệm thì có thể nói là lần 1 thì F1 và toàn bộ số F2 là âm tính. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta cũng không được lơ là, không được chủ quan với các số F đang cách ly. Vậy trong thời gian tới chúng ta phải tiếp tục kiểm soát chặt. Trước nguy cơ đó thì ngành y tế đã khẩn trương xây dựng các kế hoạch cũng như là kịch bản để ứng phó như thế nào khi dịch bệnh xảy ra, và đồng thời có những khuyến cáo ra sao đối với người dân trong thời điểm này. Phối hợp tốt với các ngành, tham mưu cho tỉnh, ban chỉ đạo phòng chống Covid của tỉnh là ban hành các văn bản chỉ đạo một cách chặt chẽ, nhanh, kịp thời đến hệ thống toàn bộ chính trị kích hoạt đi vào phòng chống dịch. Thứ hai là ngành y tế sẽ phải rà soát lại toàn bộ các cái kế hoạch, đấy, rồi là các cái kịch bản, rồi các phương án để luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng đủ mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hóa chất, vật tư tiêu hao, rồi khẩu trang, thuốc khử khuẩn, đảm bảo là trong phương án là phòng chống dịch lâu dài và đáp ứng được với các tình hình khẩn cấp mà xảy ra khi có dịch. Rồi là tăng cường các cái truyền thông đối với mọi người dân hiểu về cái tính chất nguy hiểm của dịch bệnh một cách rộng rãi, khuyến cáo người dân phải thực hiện nghiêm cái vấn đề 5K, rồi khai báo y tế, rồi là tự khai báo y tế. Đấy, thì tất cả cái này là người dân phải tự giác và tham gia vào phòng chống dịch. Ngoài ra là phải tăng cường các cái kiểm tra giám sát đối với các cái vấn đề thực hiện các cái quy định về phòng chống dịch, đặc biệt là phòng chống Covid, xử phạt nghiêm các cái trường hợp mà cố tình ví dụ như các cái trường hợp nhập cảnh trái phép, rồi những trường hợp không đeo khẩu trang, rồi khai báo y tế không trung thực, rồi là tổ chức các đường dây đưa người nước ngoài vào qua biên giới, thì cái này thì nếu phát hiện là xử lý nghiêm và phải răn đe mạnh thì có lẽ là cũng góp phần phòng chống dịch tốt hơn. Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, huyện Tam Đường đã chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 nghiêm túc theo quy định tại khu du lịch sinh thái Cầu Kính Sông Mây. Điểm du lịch luôn thu hút số lượng lớn người dân, du khách trong và ngoài tỉnh tới tham quan, khám phá vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 hàng năm. Năm nay, do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại khu du lịch sinh thái đỉnh đèo Ô Quý Hồ, huyện Tam Đường, một trong những điểm du lịch lớn, độc đáo, mới nổi, hấp dẫn, đông đảo với du khách trong và ngoài nước, thường thu hút gần 2.000 người một ngày vào dịp cao điểm. Tuy nhiên, từ khi có dịch bệnh, lượng khách sụt giảm mạnh, thực hiện nghiêm túc các công điện và văn bản chỉ đạo của huyện về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đơn vị đã tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các nội dung về công tác phòng chống dịch bệnh đến với nhân dân và du khách. Tình hình dịch bệnh COVID diễn biến phức tạp của các tỉnh lân cận thì cũng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các ủy chính quyền cũng như phòng y tế huyện Tam Đường chỉ đạo hướng dẫn lãnh đạo nhân viên khu du lịch các cái biện pháp phòng chống dịch. Sau khi đấy chúng tôi đã triển khai cho nhân viên thực hiện hướng dẫn du khách đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đảm bảo an toàn nhất cho nhân viên khu du lịch cũng như du khách đến với khu du lịch của cái Trường Mây, hạn chế tối thiểu việc dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Duy trì bảng biển hướng dẫn về nội dung khuyến cáo của Bộ Y tế, Sở Y tế đối với việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, thông báo số điện thoại đường dây nóng cần hỗ trợ, báo cáo tình hình dịch bệnh, tạo điều kiện để hỗ trợ cho nhân dân và du khách thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế như bắt buộc phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn,
rửa tay bằng chất khử trùng, rút ngắn tối đa thời gian lưu lại khu danh thắng, đảm bảo giữ nguyên tắc không tập trung nhiều người cùng một thời điểm. Khách đến với khu du lịch cổ kính Hồng Mây, bọn em là hướng dẫn cho khách, những ai chưa có khẩu trang thì sẽ đeo khẩu trang vào và sát khuẩn tay sạch sẽ để tránh tình trạng lây lan dịch Covid đến với mọi người, cộng đồng, đảm bảo độ an toàn cho tất cả mọi người. Tổ chức phân luồng đón tiếp hướng dẫn khách tham quan đảm bảo giãn cách an toàn khi tiếp xúc, chuẩn bị nước rửa tay khử khuẩn, bố trí vị trí rửa tay thuận tiện bằng nước sạch với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn cho khách tham quan theo đúng quy định của ngành y tế. Có biện pháp giám sát và nhắc nhở người sử dụng, đảm bảo có đủ các trang thiết bị phục vụ cho công tác vệ sinh khử khuẩn tại khu du lịch. Trong thời gian có dịch như hiện nay, lượng du khách đã giảm trên 80% so với những ngày trước. Trên này đội ngũ nhân viên của em là đội ngũ nhân viên cửa kính Rồng Mây và quán cà phê, thì phục vụ tất cả các du khách ở trên này, đảm bảo cho tất cả mọi người. Du khách ở trên này đã hướng dẫn nhiệt tình tất cả mọi thứ và để đảm bảo cho tất cả du khách ở trên này không bị ảnh hưởng đến sức khỏe và tình trạng chung như kiểu là ngộ độc rồi là tránh những cái gì đáng tiếc xảy ra. Hiện nay, việc kiểm soát người đi từ địa bàn khác đến cũng được huyện Tam Đường nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung chỉ đạo đến từng thôn bản. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, nhiều điểm du lịch trên địa bàn của tỉnh Lai Châu đã tạm dừng đón khách nước ngoài. Ngày 23 tháng 5 năm 2021, Ngày hội của Toàn dân và cử tri Lai Châu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Hôm nay đang vui mừng cho ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghiệp vụ thiêng liêng. Vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, đồng thời sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, bầu vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị và các bạn, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần. Cùng với các địa phương khác trong huyện, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ đang tích cực thực hiện các bước theo đúng trình tự, đảm bảo dân chủ và chặt chẽ, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đơn vị bầu cử số 2 bản Khoa San, xã Mù Sang có trên 300 cử tri. Để đảm bảo công tác bầu cử diễn ra công bằng, dân chủ, đúng quy định, thực sự là ngày hội của toàn dân, xã Mù Sang đã tập trung triển khai thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt các nghị quyết, văn bản, luật liên quan đến công tác bầu cử, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong công tác bầu cử. Hôm nay được cán bộ xã xuống tuyên truyền về bầu cử, tôi đã nhận thức được đây là quyền của nghĩa vụ công dân. Tôi sẽ tuyên truyền cho bà con và gia đình đến tháng 5 này đi bầu cử. Cho đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn của xã Mù Sang đã cơ bản được hoàn tất, đảm bảo đúng quy trình và thời gian theo quy định của luật bầu cử. Hiện xã có 10 bản, 5 đơn vị bầu cử với trên 2.000 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau hiệp thương lần thứ 3, xã Mù Sang giới thiệu được 36 đại biểu để bầu 21 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và kế hoạch đề ra. Cùng với đó, xã còn tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân cùng hướng về ngày hội lớn của đất nước. Tuyên truyền tới bà con nhân dân, đồng thời nữa là niêm yết các danh sách đại biểu, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, nơi công cộng cũng như là ở khu dân cư. Với sự vào cuộc chủ động và tích cực của cấp ủy chính quyền, tin rằng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn của xã Mù Sang, huyện Phong Thổ sẽ diễn ra an toàn, tiết kiệm, đúng luật, thành công tốt đẹp,
bầu ra được những đại biểu xứng đáng, đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Nhiệm kỳ 2021-2026, huyện Phong Thổ được bầu 35 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 367 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Đến nay, qua 3 lần hiệp thương, huyện đã giới thiệu được 62 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và 659 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân được lựa chọn giới thiệu đều có đủ tiêu chuẩn, đảm bảo số lượng, cơ cấu thành phần theo quy định của pháp luật. Hiện nay, sau khi hoàn tất việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử người ứng cử, đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, huyện Phong Thổ đang phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện để những người ứng cử thực hiện quyền tiếp xúc và vận động bầu cử theo đúng quy định. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã thị trấn làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số trên 4.400 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, cơ sở dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể. Từ đầu năm cho đến nay, đã có tổng số hơn 3.000 cơ sở được tiến hành thanh kiểm tra liên ngành và giám sát, trong đó có 2.710 cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Số còn lại, cơ quan chức năng tiến hành nhắc nhở, xử lý theo quy định. Trong thời gian tới, Cục Quản lý Thị trường và Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh xây dựng kế hoạch tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu, chủ động theo dõi diễn biến, kịp thời triển khai các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, hàng hóa thiết yếu để phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trong phòng chống dịch bệnh và cung ứng trong mùa mưa lũ. Thưa quý vị, trong những năm qua, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trên địa bàn, xã Trung Trải, huyện Nậm Nhùn luôn chú trọng tới công tác đào tạo, bồi dưỡng, cử cán bộ đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, chắc về chuyên môn, vững về nghiệp vụ, đảm bảo phục vụ nhân dân trên địa bàn xã. Phóng sự sau sẽ thể hiện nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trung Trải là xã vùng cao còn nhiều khó khăn của huyện Nậm Nhùn, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, xã Trung Trải có 19 cán bộ công chức. Do vậy, công tác đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ công chức là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh chỉ đạo, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có tư duy đổi mới và khả năng đoàn kết. Từ năm 2016 đến nay, xã đã cử 6 cán bộ đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn tại huyện, tỉnh, đề xuất cử 7 cán bộ đi học đại học, 100% cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn. Là trong năm qua, khi mà bản thân được chuyển về công tác tại Trung Trải thì cũng được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, các lãnh đạo xã tạo điều kiện cho bản thân tôi được đi đào tạo các lớp bồi dưỡng về quản lý nhà nước cũng như là lý luận chính trị và chuyên nghiệp vụ chuyên môn. Thì qua những cái thời gian được đào tạo đấy thì về cơ bản bản thân cũng tiếp thu được những kiến thức về mặt lý luận cũng như là về mặt chuyên môn để phục vụ cho cái công tác tại cơ sở được tốt hơn. Và cái việc đấy thì bản thân mình cũng áp dụng được những cái kiến thức đấy vào trong cái thực tế giải quyết những cái công việc tại địa phương được nói chung là về tốt hơn so với thời gian trước đây. Xác định việc học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ là nhiệm vụ quan trọng, đồng thời là tiêu chuẩn để xem xét, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Vì vậy, để việc đào tạo sát và đúng với nhu cầu thực tế, xã đã chỉ đạo lựa chọn đào tạo, bồi dưỡng phải gắn với việc xây dựng quy hoạch cán bộ, lựa chọn cử cán bộ đào tạo đúng đối tượng, thiết thực, tránh tràn lan, kém hiệu quả. Sau kỳ kiện toàn này, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã lên kế hoạch, quy hoạch để các đồng chí cán bộ công chức đối với những cán bộ mà hiện nay là trong quá trình là chưa hết đào tạo bồi dưỡng. Do vậy thì trong giai đoạn 2019-2020 cũng đã quan tâm và lên kế hoạch tạo điều kiện cho các đồng chí cán bộ công chức để đi học và bồi dưỡng chính trị cũng như là đi học chuyên môn để có cái áp với nội dung công việc, hoàn thiện trong công việc mà xử lý nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Cũng theo đánh giá của địa phương, ý thức của cán bộ, đảng viên, người được cử đi học đều tự giác nâng cao trình độ lý luận chính trị, thực hiện tốt quy chế của cơ sở đào tạo. Sau khi được đào tạo, đa số cán bộ, đảng viên xã Trung Trải đã có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, trình độ chính trị, ý thức trách nhiệm hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.